Chào các bạn, các bạn vui khỏe chứ? Hôm nay Quỳnh Mai làm cốm gạo. Nguyên liệu Quỳnh Mai có là một bịch gạo, người ta đã thổi nó ra, người ta rang nó rồi, nhưng mà trong cái bịch này không có đường các bạn. Cái bịch gạo này không có đường. Trong tiệm thực phẩm nào cũng có bán, đề là rice crisp, là gạo đó các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai sử dụng cái bịch gạo này để làm cốm gạo, kế đó là bịch đường. Bịch đường này để gọi là molo. Hạt molo đây nè các bạn, và một nửa cây bơ với thêm một chút xíu. Nguyên liệu để làm đó là một bịch gạo đã rang rồi, một bịch đường và nửa cây bơ với thêm một chút xíu. Bây giờ Quỳnh Mai bắt đầu làm nha. Quỳnh Mai bắt cái nồi lên bếp cho cái nồi nóng, thì Quỳnh Mai bỏ bơ vào. Đây là 1/2 cây bơ. Và đây thêm một miếng nữa cho là 3/4 cây bơ đi các bạn. Quỳnh Mai sẽ dùng cái cây này để quậy ra cho nó tan ra. Đó. Nó đã nóng tan ra rồi nè các bạn. Khi mà bơ tan gần hết thì Quỳnh Mai sẽ đổ bịch đường này vào các bạn. Bơ nó đã tan ra gần hết thì Quỳnh Mai sẽ đổ bịch đường vào. Đó. Rồi Quỳnh Mai sẽ quấy lên để cho đường nó tan ra. Cho đường với bơ nó hòa tan lại với nhau các bạn nhìn thấy nè, giờ nó đã tan ra đó. Thơm quá chừng các bạn. Thank you.
Nó tan sắp xong rồi đó các bạn. Tan sắp thành nước đường rồi. Không còn viên viên nữa. Khi mà các bạn thấy nó còn nước đường không thì bắt đầu mới bỏ gạo vào. Đó. Nè các bạn. Rồi, nó tan sắp xong rồi, vừa mai sẽ bỏ gạo vào. Và bắt đầu quậy cho nó đều gạo với lại đường các bạn. Phải quậy cho nó hòa với nhau đều đều hết rồi mới bắt xuống. Quậy này cũng nặng tay lắm các bạn, tại nó có đường. Nếu mà mình không có quậy nó đường chung với lại gạo thì lát mình làm cốm nó không có dính. Chừng nào mà các bạn quậy mà sên, chừng nào mà nó nghe nặng tay rồi đó thì là được rồi đó các bạn. Này quỳnh mai quậy nghe nặng tay rồi, nó không còn xốp nữa. Vậy là tắt lửa được rồi các bạn. Rồi xong rồi Quỳnh Mai sẽ bắt ra. Quỳnh Mai đã đổ cơ cốm ra cái khung và lấy tay đè nó xuống vậy nè các bạn, cho nó dính lại với nhau và nó dính ở trên cái khuôn đó. Mình nhấn mạnh xuống để lát mình có thể cắt ra được các bạn, mà mình phải làm cho lẹ hơn, nó cứng đó. Tay rửa sạch rồi cái mình lấy mình đè đó. Nó bắt đầu cứng đường với lại gạo á, nó quện lại nó cứng rồi, lát mình làm nó không có vô trong cái khung này được.
Đó. Dùng hết sức đè xuống cái cây này. Các bạn đánh cho nó bằng cái mặt không, vậy là xong cái món cốm và gạo rồi đó các bạn, dễ hơn. Cái này mình có khách lợi là mình đem ra đãi ăn xong rồi ăn một miếng cốm tráng miệng, hoặc là có nít ấy, cho mình cho nó ăn. Rồi khi nãy xào đó, Quỳnh Mai có bỏ vô một miếng vanilla, vài giọt vanilla để cho nó thơm đó các bạn. Rồi bây giờ đây, Quỳnh Mai có một cái khung cốm gạo đây. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó nguội rồi, nó dính lại với nhau rồi các bạn. Giờ mình lấy dao mình sẽ cắt ra. Rồi Quỳnh Mai sẽ đi lấy dao cắt. Quỳnh Mai đã lấy dao cắt cốm ra đó các bạn. Cắt được một lần rồi đó. Thì nó ra miếng cốm như thế này nè. Rất là giống cốm Việt Nam đó các bạn, cốm gạo. Thì Quỳnh Mai đã cắt ra được 6 miếng. Bây giờ nó đã nguội rồi, bởi vì mình phải làm cho lẹ thôi, nó cứng. Thì Quỳnh Mai lấy cái cây này đập cho nó mặt bằng cái mặt hết. Rồi Quỳnh Mai sẽ lấy cái dao này, tùy theo mình muốn lớn hay nhỏ, thì Quỳnh Mai nhấn xuống. Đó, các bạn nghe nó giòn ghê không? Đó. Mình cắt thẳng xuống luôn. Vừa cắt mình vừa nải nó qua một bên nè. Đó. Rồi mình sẽ cắt lại một lần nữa. Đây. Cái món này mấy đứa nít nó khoái lắm các bạn. Vừa béo bơ rồi đường rồi mùi thơm của vanilla. Rồi lát rồi Quỳnh Mai sẽ làm sô cô la, sô cô la nó đổ lên trên. Bây giờ nó ra làm ba rồi thì chúng ta cắt trở lại. Đó. Rất là dễ, cái món này đãi khách ai cũng thích. Đó. Nó nguội nó cứng lắm các bạn. Đó, cắt như vậy đó các bạn. Rồi Quỳnh Mai sẽ để lên cái dĩa này và đi làm sô cô la để chế lên trên các bạn. Nó cứng đến nỗi Quỳnh Mai làm rớt cái dao luôn. Hay là các bạn lấy ra để trên thớt cắt cũng được các bạn nè. Lấy ra để trên thớt cắt. Đó. Được miếng vuông vuông này. Rồi bây giờ Quỳnh Mai sẽ đi nấu sô cô la trắng bỏ lên trên nha các bạn. Quỳnh Mai đã cắt ra được 16 miếng cốm các bạn. Đây. Miếng cốm rất là ngon. Thơm mùi bơ với đường, bơ đường. Đó, cốm gạo. Đây. Các bạn thấy mấy cái miếng đen đen đó là mấy cái lỗ hổng đó các bạn. Tại
Quỳnh Mai đè xuống nó không được mạnh dữ nên nó dính lại với nhau rồi, mà nó còn cái lỗ hổng nên thấy miếng miếng đen đen, chứ không phải là bụi bặm hay là gì đâu, mà cái đó là cái khoảng trống đó. Được 16 miếng cốm cốm gạo rồi, bây giờ Quỳnh Mai sẽ đi nấu sô cô la trắng để đổ lên trên nha các bạn. Quỳnh Mai bắt một nồi nước lên trên bếp chờ cho nó sôi. Khi nó sôi rồi thì Quỳnh Mai sẽ để cái tô này đó, để lên trên miệng của cái nồi để lấy hơi các bạn. Đó. Cái tô này nhiệt độ cao nó cũng không có bể, loại mà không có bể. Rồi khi mà nước sôi nóng lên mình dùng hơi nóng để cho tan sô cô la ra các bạn. Bây giờ nó chưa có sôi nên Quỳnh Mai lấy cái tô nó xuống. Bốc hơi rồi nhưng mà nó chưa có nhiều. Chưa đủ sức để tan cái sô cô la ra. Thì Quỳnh Mai sẽ đổ nửa bịch sô cô la trắng này lên trên cái tô đây, nửa bịch sô cô la trắng các bạn, rồi để làm bánh á. Thì Quỳnh Mai sẽ đổ nửa bịch lên trên cái tô này để dùng hơi nước làm cho cái sô cô la nó tan ra. Nửa bịch đây. Đó. Đợi hơi nước nó nóng cái sô cô la nó sẽ tan ra rồi mình sẽ chế lên cái bánh các bạn. Nhờ làm bằng hơi nước vậy thì cái sô cô la nó sẽ bóng lên trên mặt bánh, nó sẽ bóng. Nó nóng rồi đó các bạn. Nó sẽ tan ra rồi đem đổ lên trên sô cô la lên trên mặt cốm. Quỳnh Mai đã làm xong món cốm gạo, mời các bạn dùng với Quỳnh Mai nha. Rất là ngon thơm đó các bạn. Có bơ, đường, sô cô la phủ một lớp ở trên rồi bỏ hột màu lên. Rất là ngon, mời các bạn dùng với Quỳnh Mai nha. Video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Ủng hộ Quỳnh Mai các bạn nha, bằng cách đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin chào tạm biệt các bạn.